Belarus tổ chức tập trận bắn đạn thật với Nga. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết sẽ tiến hành tập trận chiến thuật và phòng không với quân đội Nga, Interfax đưa tin hôm 17 tháng 10. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết nước này sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật kèm diễn tập tác chiến phòng không với Nga. Đây được xem là một phần của hoạt động phối hợp tác chiến chung giữa Belarus và Nga. Các đơn vị hỗn hợp chung được lên kế hoạch triển khai tại bốn khu vực huấn luyện ở miền Đông và miền Trung Belarus. Sau đó, họ sẽ bắt đầu tiến hành các hoạt động huấn luyện chiến đấu. Interfax dẫn nguồn quan chức quốc phòng Belarus cho hay. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Belarus phụ trách hợp tác quân sự quốc tế Valery Drevenko hôm 17 tháng 10 cho biết, 9.000 quân Nga và dài trăm xe bọc thép sẽ tham gia hoạt động quân sự với lực lượng Belarus ở biên giới Belarus-Ukraine tổng số binh sĩ Nga sẽ điều động đến Belarus là 9.000. Nước này cũng sẽ triển khai khoảng 170 xe tăng, 200 xe thiết giáp các loại cùng 100 khẩu pháo và cối có cỡ nồng trên 100mm, ông Valery Devinko cho hay. Phía Belarus cho phép quân đội Nga tiến vào Ukraine từ lãnh thổ của nước này khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Moscow ở nước láng giềng hồi tháng 2. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko từng nói rằng vai trò của Belarus trong cuộc xung đột chỉ giới hạn ở khả năng tự vệ. Hôm 10 tháng 10, Tổng thống Lukashenko diện dẫn mối lo ngại từ Ukraine và các nước NATO thông báo thành lập lực lượng hỗn hợp với Nga. Ông Lukashenko nói rằng lực lượng này gồm thành phần chủ yếu là binh sĩ Belarus sẽ được triển khai gần biên giới với Ukraine. Ông Lukashenko cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch tấn công Belarus và bị phương Tây thúc đẩy. Ông cho rằng Ukraine đã triển khai đến 15.000 binh sĩ gần biên giới Belarus. Bộ Quốc phòng Belarus trước đó cũng tuyên bố rằng họ có khả năng triển khai 500.000 quân được huấn luyện nếu cần. Hôm 9 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban biên giới nhà nước Belarus Anatoly Lapo cho rằng các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và đặc miền dọc biên giới với Belarus. Mỹ tăng cường trừng phạt hàng không nga, Canada trừng phạt cả người dẫn chương trình nga. Ngày 17 tháng 10, Bộ Thương mại Mỹ cho biết. Bộ này đã ban hành lệnh từ chối các đặc quyền xuất khẩu đối với hãng hàng không Ultra Airlines của Nga với lý do hãng này vi phạm quy định về xuất khẩu của Mỹ. Theo lệnh trên, Ultra Airlines sẽ không thể thực hiện giao dịch theo các quy định xuất khẩu của Mỹ. Thời gian gần đây, chính quyền Mỹ đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với các hãng hàng không Nga nhằm tìm cách không cho các hãng này mua phụ tùng thay thế, tiếp nhiên liệu và các dịch vụ khác. Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 năm nay. Đến nay, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra 10 lệnh trừng phạt đối với các hãng hàng không lớn nhất của Nga và Belarus. Trong khi đó, cùng ngày, chính phủ Canada cũng thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào hơn 30 cá nhân và thực thể của Nga mà Ottawa cho là liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Ottawa, trong danh sách trừng phạt của Ukraine có kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Dmitry Viktorovich Gubeniev. Các biện pháp trừng phạt là phong tỏa tất cả tài sản tại Canada của những người nằm trong danh sách trừng phạt và cấm các tổ chức tài chính Canada cung cấp dịch vụ cho họ. Chuyên gia cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng tồi tệ nhất suốt nhiều thập kỷ. Theo cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Larry Summers, Nền kinh tế toàn cầu hiện đang phải đối mặt với những thách thức lớn chưa từng thấy trong 4 thập kỷ. Ông Summer cho biết, tại cuộc họp thường niên của Viện Tài chính Quốc tế ở Washington, đây là những thách thức phức tạp, khác biệt và xuyên suốt nhất mà tôi có thể nhớ trong 40 năm qua. Ông chỉ trích Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới cùng với các ngân hàng trung ương vì đã đánh giá thấp những rủi ro do lạm phát cao kéo dài và không hành động phù hợp để đối phó với khủng hoảng. Thành thật mà nói, tôi nghĩ những biện pháp ứng phó hiện tại vẫn là chưa đủ, Tôi rất thất vọng về điều này, ông nói. Theo ông Summer, với tình trạng thiếu hụt năng lượng và lương thực, căng thẳng địa chính trị và biến đổi khí hậu ngày càng đáng lo ngại, ai đó nên đề xuất một phương án để thay đổi tình hình theo hướng tốt hơn. Trong năm nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất 5 lần và các ngân hàng trung ương khác trên thế giới cũng đã làm theo. Tuy nhiên, ông Summer nói rằng các nhà quản lý đã chờ đợi quá lâu để hành động. Nếu cố gắng tránh điều đó, bạn sẽ chỉ thấy mình đang rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ. Điều đó sẽ dẫn đến hậu quả cho phần còn lại của thế giới, ông cảnh báo. Ông Summer đưa ra ví dụ về những diễn biến gần đây ở Anh. Ngân hàng Trung ương Anh đã khởi động một chương trình mua trái phiếu chính phủ khẩn cấp vào tháng trước để đối phó với việc giá trái phiếu giảm mạnh sau khi chính phủ tuyên bố cắt giảm thuế lớn. Diễn biến xảy ra ở Vương quốc Anh, một số là do họ tự gây ra, nhưng một số là do tác động từ những gì đang xảy ra trong hệ thống toàn cầu. Chúng ta nên chuẩn bị trước cho tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra, ông giải thích. Ba nước giải cứu dầu thô Nga trước lệnh trừng phạt của EU Ba nước từng giúp Nga duy trì được dòng dầu xuất khẩu ngay sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, dường như vẫn tiếp tục mua dầu của Nga, với Thổ Nhĩ Kỳ là nước đi đầu trong những thương vụ mua bán gần đây. Sự gia tăng số lượng tàu chở dầu gắn mắc điểm đến không xác định khiến cho việc giám sát dầu thô xuất khẩu của Nga thêm khó khăn. Nhưng đa phần những chuyến hàng dạng này sẽ cập bến ở Ấn Độ, kể đến là một số cảng ở cực đông Trung Quốc tự trung lại dòng dầu thô từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc tăng khá nhanh trong vài tuần gần đây. Thời gian đang cạn dần để cho Nga vận chuyển dầu thô từ các cảng ở biển Baltic tới Trung Quốc và Ấn Độ. Đó là bởi lệnh trừng phạt dầu mỏ của Liên minh châu Âu EU sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 tới, trong đó có điều khoản cấm cung cấp hợp đồng bảo hiểm và các dịch vụ khác đối với các tàu chở dầu từ Nga. Nếu muốn tới cảng Đông Bắc Trung Quốc trước hạn chót này, các tàu chở dầu phải rời cảng Primorsk hoặc Usluga của Nga, muộn nhất là trong ngày 21 tháng 10. Dòng dầu thô từ Nga sang Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đạt đỉnh vào hồi tháng 6 vừa qua, với mức sản lượng 2,2 triệu thùng một ngày. Trong 4 tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 10, con số này giảm 350.000 thùng một ngày, còn khoảng 1.650.000 thùng một ngày. Tuy nhiên, lượng dầu chuyên trở tới Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên mức cao nhất trong năm. Số lượng tàu chở dầu gắn mát điểm đến không xác định trong quãng thời gian này cũng tăng nhanh, trở theo trung bình 450.000 thùng một ngày. Sau khi làm rõ được điểm đến trên thực địa, tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Nga xuất sang ba nước này đạt mức đỉnh kể từ khi Moscow ra quyết định can dự quân sự ở Ukraine. Chuyên gia cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng tồi tệ nhất suốt nhiều thập kỷ. Theo cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Larry Summer, nền kinh tế toàn cầu hiện đang phải đối mặt với những thách thức lớn chưa từng thấy trong bốn thập kỷ. Ông Summer cho biết, tại cuộc họp thường niên của Viện Tài chính Quốc tế ở Washington, đây là những thách thức phức tạp, khác biệt và xuyên suốt nhất mà tôi có thể nhớ trong 40 năm qua. Ông chỉ trích Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới cùng với các ngân hàng trung ương vì đã đánh giá thấp những rủi ro do lạm phát cao kéo dài và không hành động phù hợp để đối phó với khủng hoảng. Thành thật mà nói, tôi nghĩ những biện pháp ứng phó hiện tại vẫn là chưa đủ. Tôi rất thất vọng về điều này, ông nói. Theo ông Summer, với tình trạng thiếu hụt năng lượng và lương thực, căng thẳng địa chính trị và biến đổi khí hậu ngày càng đáng lo ngại, ai đó nên đề xuất một phương án để thay đổi tình hình theo hướng tốt hơn. Trong năm nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất 5 lần và các ngân hàng trung ương khác trên thế giới cũng đã làm theo. Tuy nhiên, ông Summer nói rằng các nhà quản lý đã chờ đợi quá lâu để hành động. Nếu cố gắng tránh điều đó, bạn sẽ chỉ thấy mình đang rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ. Điều đó sẽ dẫn đến hậu quả cho phần còn lại của thế giới, ông cảnh báo. Ông Summer đưa ra ví dụ về những diễn biến gần đây ở Anh. Ngân hàng Trung ương Anh đã khởi động một chương trình mua trái phiếu chính phủ khẩn cấp vào tháng trước để đối phó với việc giá trái phiếu giảm mạnh sau khi chính phủ tuyên bố cắt giảm thuế lớn diễn biến xảy ra ở vương quốc anh một số là do họ tự gây ra nhưng một số là do tác động từ những gì đang xảy ra trong hệ thống toàn cầu chúng ta nên chuẩn bị trước cho tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra ông giải thích